Thôi bây giờ mình cắt một số nhánh về mình trồng ha. Đó, mình chỉ cắt nhánh nhỏ thôi. Mình xong cũng được, mua gì mình lấy về mình xong cũng được. Cái này mình đi hái trộm mà. Mua những cái phân thuốc gì mình ươm cho trồng hàng gạo đẹp lắm. Ươm cây hương thảo là cái bột đất ươm á, bỏ vô một cái ly hết nè, cái ly phát cái lỗ đổ cho nước nó ấy ha. Hương thảo này mình lại đang có cái chỗ là người ta hàng gạo người ta mình bẻ thôi. Bỏ từng nước, bỏ nước vô cho nó ướt mặn. Đây là những cái nhánh hương thảo nè, tên tiếng Anh là rosemary, nên chịu lạnh được nha. Bẻ khoảng hơn chục nhánh nè, mùi rất là thơm. Những cái mình đã hôm qua mình ôm rồi nè. Cái cây này mình mua ở Home Depot nó bán mình là 8 đồng. Nó ôm sẵn bán 18 đồng á. Đi mình không biết không mua nữa, đi mình đi là mình lại những cái chỗ người ta hàng gạo của người ta mình bẻ về mình tự mình ôm thôi. Đất này, có lại đất này nè. Đất này, cái chai này kích thích dễ. Thích quá kìa, Riding Step mình để quýt trên hộp hộp môn nó kích thích dễ thôi. Là 5 đồng, đất là 10 đồng là 15 đồng. Bẻ mấy chục nhánh này về ôm. Mua cây này nè, 8 đồng. Giờ mình đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ mình tiến hành để ôm nha. Sau khi nó dạt một góc nhọn nhọn rồi đó, bây giờ mình sẽ nhúng vào cái thuốc này để nó kích thích cái rễ mình chế không biết nè. Bột, nó dạng bột, mình chỉ chấm cái góc này vô cái bột thôi. Không phải là dạng nước. Mình đổ ngoài. Bột. Cái góc mình cắt chấm vô đây một cái. Ghim vô đây ha. Vậy thôi. Kim vô thôi. Đấy. Cứ hết là hoạt động này. Bây giờ sắp bỏ đây. Bỏ thêm đất vô cho nó nhiều vô. Để cái này để mình tập trung tưới. Cái này cây hương thảo nè. Có tác dụng là đuổi muỗi. Cây này rất là thơm. Đúng rồi, tại vì để nấu ăn ướp thịt được. Bò. Cái mình bỏ trong xe nó thơm. Xe trong nhà nó thơm nhà. Giờ sẽ tưới nó miếng nước. Gưa một chỗ cho nó tưới chỗ dễ. Cái đồ ẩm rồi. Hy vọng nó rễ sớm.